Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, chuyện không hợp vợ hợp chồng rồi dẫn đến ly hôn là việc hết sức thường tình, nhưng với trường hợp của anh T, ngụ hiện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thì lại khiến những người biết chuyện vô cùng phẫn nộ. Vốn sinh ra đã khờ khạo nên khi lập gia đình, anh bị vợ, mẹ và cả em vợ giáp mũi mà chẳng hề hay biết. Thậm chí họ còn ép anh ra làm chuyện nhạy cảm khó có thể chấp nhận. Hành động ấy là gì? xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện ngay sau đây anh tê ngụ xã giai xuân huyện phong điền thành phố cần thơ là con trai út trong gia đình có bốn anh em trai và tất cả họ đều cao lớn lực lưỡng anh tê vốn rất hiền lành siêng năng mọi việc đồng áng anh đều giỏi giang chỉ có điều hơi khờ khạo sau khi ba người anh lần lượt có vợ và được cha mẹ cho ở rể hết anh tê cũng được khuyên nên lấy vợ ở vùng này, gia đình anh T thuộc diện khá giả, nhà tường cao giáo. Sau khi chia đất cho ba người anh, phần anh T ở cùng cha mẹ cũng còn được hơn 4 công đất ruộng, siêng năng làm lụng thì không túng thiếu. Do đó, cho anh T lấy vợ sinh con là nguyện vọng của cha mẹ, nhất là khi anh T cũng đã ngoài 30. Nhưng do hiền lành, nhút nhát, không đẹp trai mấy nên anh vẫn chưa có người yêu. Bà mờ, mẹ anh T vốn có nghề bói bài coi tay và chơi khá thân với một nữ đồng nghiệp ở cách đó vài km. Khi bà mờ ngỏ ý muốn tìm vợ cho con, bà bạn này thấy cơ ngơi bà mờ cũng khá nên sởi lời giới thiệu người cháu gái của mình. Cô này nhỏ hơn anh T 10 tuổi ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cách nhà anh T cũng chỉ trên dưới 5 km. Anh T và cô gái kia gặp nhau, trò chuyện được vài lần. Anh T gật đầu khi mẹ hỏi chuyện tiến đến hôn nhân. Ngay lập tức, hai bên đảng gái và đảng trai họp lại với nhau bàn chuyện hôn nhân cho đôi trẻ. Theo thỏa thuận, đảng trai sẽ gửi tiền trợ, tiền để đảng gái trang trải phần nào chi phí đám cưới 15 triệu đồng, kèm theo phần sinh lễ 8 chỉ vàng. Lễ cưới bên đảng trai được tổ chức tốn hơn 70 triệu đồng, không quá hoành tráng nhưng cũng đủ nở mày nở mặt với bà con làng xóm, có quay phim chụp ảnh đầy đủ. Sau đó, anh Tê về nhà vợ ở rể, Hàng ngày anh đi làm thợ hồ, tiền công 200 000 đồng một ngày, anh đều đưa hết cho vợ và mọi công việc cực nhọc bên gia đình vợ anh cũng gánh hết. 6 tháng sau, anh Tê mới về gia đình mình đi dự một tiệc rượu. Bà Nguyễn Thị B, mợ của anh Tê kể, lúc về nó kể về những chuyện kỳ lạ trong thời gian sống bên vợ. Gia đình chúng tôi mới té ngửa, cũng do mẹ nó không quan tâm nên để sự việc kéo dài đến 6 tháng mới biết. Theo anh Tê thuật lại, Suốt 6 tháng trời ròng rã, anh không hề được làm chồng, tức danh nghĩa là chồng, làm đưa hết tiền cho vợ, tối ngủ với vợ, nhưng anh không hề làm ăn được gì. Gia đình anh Tê lập tức giáp mặt nhà gái để đối chứng. Theo bà B, phía bên vợ anh Tê cũng gật đầu thừa nhận, anh Tê chưa hề được ăn nằm với vợ lần nào trong 6 tháng qua. Nếu vậy thì thôi, con ai nấy bắt lại, bà mờ, mẹ anh Tê buồn rầu nói, và nhà gái cũng gật đầu đồng ý. Theo thỏa thuận, ngoài tiền trợ không hoàn lại, thì toàn bộ vàng cưới 8 chỉ vàng, nhà gái sẽ trả lại hết cho nhà trai. Những gì anh Tê kể lại như thế nào dẫn đến cuộc ly hôn trên? Theo anh Tê, anh làm quần quật cả ngày, tối về chỉ được hôn vợ. Khi mọi người đi ngủ, anh cũng được theo vợ vào mùng, nhưng kèm theo khuyến mãi là cả bà mẹ vợ ngoài 40 tuổi và cô em gái vợ cập kê 16 tuổi. Hễ đêm nào, bà mẹ vợ nằm chặn ở giữa, ngăn không cho anh Tê trồm qua vợ, thì đêm sau lại đến cô em nằm chắn giữa. Anh Tê cho biết anh trồm qua người vợ thì bị những người này xô đẩy, đạp xuống giường. Rốt cuộc, ngủ chung hàng đêm với ba người phụ nữ. Qua 6 tháng, anh Tê vẫn là trai tân. Ông 7V, cậu của anh Tê lắc đầu, nói thiệt, ngủ chung, sống chung kiểu đó, phá đám hoài thì chỉ cần pha ít viên thuốc ngủ, nằm thẳng cẳng hết ai dám cản đụng tới vợ mình. Mà nếu gặp những thằng đàn ông ma lanh, cho ngủ kiểu đó không khéo, nó lấy luôn cả em vợ. Đằng này, thằng Tê hiền lành, khờ khạo quá. Nhưng ngẫm lại, có lẽ chính gia đình bên đấy đã sắp đặt mọi việc để lợi dụng thằng Tê. Theo ông, thậm chí giấy tờ đăng ký kết hôn, đàn gái cũng cố tình trì hoãn không làm. Theo ông suy đoán, có lẽ cô gái này có lý lịch không mấy tốt nên khó lấy chồng. Nhưng khi biết gia đình anh Tê khá giả, dù con gái họ cự tuyệt sau vài lần gặp mặt vì không yêu anh Tê, nhưng họ vẫn cố tình tổ chức đám cưới để lấy tiền, vàng, tiền mừng đám. Bằng chứng là dù khi ly hôn, đàn gái hứa sẽ trả lại toàn bộ 8 chỉ vàng, nhưng rốt cuộc họ chỉ đưa lại hai chỉ vàng rồi nín thinh luôn. Họ đã sắp đặt những buổi ngủ kỳ lạ như vậy để ngăn không cho anh Tê gần gũi với con gái của họ. Thậm chí, cha vợ của anh Tê cũng đồng tình cho vợ mình ngủ chung với chàng rể để luân phiên cùng con gái út bảo vệ không cho anh Tê dớ tới con gái họ. Sau cú sốc quá đỗi kỳ lạ này, anh Tê từ một chàng trai bình thường đã trở nên ngớ ngẩn, nói năng chẳng đầu chẳng đuôi. Thiệt hại qua cuộc hôn nhân này là 6 chỉ vàng, hơn 70 triệu tiền tổ chức đám cưới và tiền lương làm thợ hồ bình quân 5 triệu đồng một tháng mà suốt 6 tháng trời anh đưa hết cho vợ. Mấy tháng kể từ lúc ly hôn anh về sống với cha mẹ ruột và cứ nằm thở dài không ngó ngàng gì đến chuyện ruộng vườn kể cả đi làm kiếm tiền mọi người đã trò chuyện với anh và chỉ nhận được những câu trả lời không đầu không đuôi khi được mọi người hỏi giờ anh có muốn lấy vợ nữa không anh trả lời tôi thích con gái chứ tôi thích có con gái đầu lòng hỏi giờ anh thích lấy vợ hay lấy chồng anh nói chỉ thích lấy chồng ông bảy v khẳng định anh Tê sống gần nhà ông từ nhỏ nên ông biết không có chuyện anh này bị đồng tính. Giả như nó đồng tính thì cần gì mẹ vợ và em gái vợ phải ngủ chung để canh chừng nó. Ông nói. Hiện tại dù nói năng không như người bình thường nhưng anh Tê vẫn có thể chạy xe gắn máy không quậy phá gì ai vẫn rất hiền lành. Nhưng suốt ngày anh chỉ ăn rồi ngủ không làm lụng gì bởi luôn tỏ ra chán nản và đang có dấu hiệu phát phì. Còn vợ anh, sau khi ly hôn, đã có người đàn ông khác và đi xứ khác sinh sống. Thưa quý vị, ly hôn không nhất thiết phải là hết tình cảm. Có những cuộc chia tay mà cả hai đều lưu luyến, dây dứt, nhưng vì quá nhiều lý do mà họ không thể tiếp tục chung sống. Ai cũng hiểu và chắc chắn một điều, chuyện gương vỡ lại lành sau ly hôn là cực kỳ khó khăn. Huấn hồ nỗi đau bị phản bội ăn sâu vào người vợ, thì nào ai ngu dại mà đi nhai lại. Thế nhưng một câu chuyện hết sức thú vị dưới đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về sự tái hợp sau ly hôn. Anh CD, người đàn ông 40 tuổi lên một diễn đàn tâm sự, chắc ở đây chẳng có ai ly hôn rồi còn ăn chung ở chung với chồng mình đâu nhỉ? Thậm chí còn đoàn kết và hạnh phúc hơn cả hồi lấy nhau ấy chứ. Các bạn khoan ném đá nhé, tôi sẽ kể cụ thể câu chuyện của vợ chồng tôi. Tôi đã từng có một gia đình tuyệt vời, vợ đẹp, con khôn Vợ tôi không chê vào đâu được, con cái lại đủ trai đủ gái, bản thân tôi cũng tự chấm cho mình 8 điểm. Chuyện chăn gối vợ chồng rất hợp nhau nên chả bao giờ tôi nghĩ đến gái gú bên ngoài. Cho đến một lần đi công tác, tôi uống say quá nên đã tình một đêm với cô đồng nghiệp đi cùng. Cả hai chúng tôi đều rất bối rối và hứa hẹn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Đêm hôm đó cô ấy say, lấy điện thoại của tôi chụp ảnh tự sướng. Khổ nỗi hai đứa đều trong trạng thái bết bát, tôi có kiểm tra và xóa đi nhưng không ngờ nó lại được lưu tự động vào tài khoản Google. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vợ tôi biết được, cô ấy không nói không rằng, im lặng đến đáng sợ. Cô ấy lặng lặng đi gặp đồng nghiệp của tôi và thật sự đoạn này tôi bị oan, nỗi oan đến giờ vẫn chưa được giải cô ta nói với vợ tôi là cô ta yêu tôi tình cảm cô ta dành cho tôi là thật và rồi mọi thứ bỗng chốc tan tành vì một lần say sưa ngớ ngẩn tôi không cứu được cuộc hôn nhân ấy đành bất lực ký vào tờ ly hôn nhưng tôi có nói tôi ký vì tôn trọng vợ ít nhất là trong lúc cô ấy đang dứt khoát sau đó tôi sẽ sửa sai và làm lại tất cả mà số tôi cũng đen lắm cơ trong thời gian chờ tòa giải quyết thì lại bị vợ bắt gặp đi với đồng nghiệp. Cô ta đột nhiên hôn má tôi giữa quán cà phê mà có cả một anh bạn đi cùng. Thế là tình ngay lý gian, vợ tôi càng không muốn tha thứ. Nhục nhất là ly hôn xong, đến bố mẹ đẻ tôi cũng không cho về. Tôi mới trơ mặt xin vợ cho ở nhờ mấy hôm. Lúc đầu cô ấy không đồng ý đâu, nhưng vì hai đứa con quấn bố quá. Vậy là chúng tôi thảo với nhau bản cam kết, con cái đang bé, cố gắng vì nhau mà đóng kịch cho con vui vậy là nhịp sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường tôi cố tỏ ra ngoan hơn có thành ý hơn tôi chi trả các hóa đơn điện nước mua sắm học hành cho con tôi không để vợ cũ phải bận lòng khoản kinh tế một lần khi hai đứa trẻ sang nhà hàng xóm chơi tôi có mon men lại gần cô ấy tôi xin được tái hợp lần nữa quả thật phụ nữ như vợ tôi đáng sợ thật các bạn biết cô ấy nói gì không với ánh mắt sắc lạnh cô ấy bình thản đáp là anh anh có dễ dàng chấp nhận việc vợ mình lên giường với thằng đàn ông khác không đối với tôi không cần biết anh ngủ với cô ta mấy lần chỉ cần tưởng tượng ra đêm hôm ấy là tôi đã thấy ghê tởm rồi đừng chạm vào người tôi và nên biết điều nếu anh muốn sống ở đây tôi không dám nói gì thêm nữa bởi chỉ cần lấn tới là cô ấy sẽ đòi chia tài sản song phẳng mà tôi thì không muốn căn nhà đầy ắp kỷ niệm này rơi vào tay người khác. Nếu kể hết thì dài lắm vì sự thật cô ấy đã thử thách tôi trong suốt một năm trời. Cho đến cái lần quyết định tất cả và đúng là trời không phụ lòng người. Hôm đấy sinh nhật con gái tôi, con bé học lớp 5, nó đòi chủ trì bữa tiệc và chỉ muốn cả gia đình bốn người tham dự để con vui, chúng tôi đồng ý với mọi trò con bé đưa ra. Quanh quẩn thế nào mà đến 10 giờ tối thì chúng tôi bị nhốt trong căn phòng. Con bé còn tinh nghịch nhắn tin cho bố là làm lành với mẹ đi, chúng con ngủ với bà nội bên này rồi. Bị khóa trái cửa, lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng bước vào căn phòng này sau một thời gian cách lòng. Tôi nói sẽ xuống đất nằm để tôn trọng cô ấy, nhưng đến giờ thì tôi đã tin người yêu nhau kiểu gì cũng quay về bên nhau. Tôi thì bình thường, nhưng chắc uống chút rượu vang nên cô ấy có vẻ hơi mất kiểm soát. Đến nửa đêm thì cô ấy cũng lăn xuống đất, ôm chặt lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này và chúng tôi quấn lấy nhau như một giấc mơ vậy. Chắc đến đây nhiều người bảo tôi chém, mà thôi, mọi người nghĩ thế nào cũng được, nhưng nếu còn yêu thì đừng buông tay nhé, đừng từ bỏ. Nhân vô thập toàn, chỉ cần mình biết sai và sửa sai thì kiểu gì may mắn cũng mỉm cười thôi. Nhiều người bình luận câu chuyện của anh Đê như trong phim vậy và chắc hẳn công cuộc cua lại vợ của anh sẽ không hề dễ dàng với người phụ nữ cứng rắn như thế. Vẫn biết phản bội là điều khó tha thứ bởi đối với chị em, sự tổn thương nó để lại là quá lớn. Nhưng thiết nghĩ nếu phản bội trong trường hợp bất khả kháng như anh chồng kia thì chị em cũng nên cho họ một cơ hội. Không chỉ là bao dung với người chồng mình từng đầu ấp tay gối, mà cũng chính là cho bản thân cơ hội, cho con mình được nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng hãy nhớ, sự tha thứ chỉ được khuyến khích khi người chồng ấy bản chất tốt và trách nhiệm thật sự. Đừng mù quáng phung phí lòng tốt nếu cuộc hôn nhân của bạn đã không còn lối thoát. Có những sự tha thứ là khôn ngoan nhưng cũng có những sự tha thứ trở thành ngu dại. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.